Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và ở tập trước á, thì mình có chế tạo được một thanh kiếm diệt rồng mới với 32,5 sức tấn công sau khi đã được enchant này, cực kỳ tốt luôn. Và trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ không chế tạo vũ khí mà mình sẽ tiến hành đi up tiếp một quả trứng rồng mà nguyên tố khác, đó chính là quả trứng rồng Ender nhá. Nói trứng rồng nguyên tố thì chỉ đúng một phần thôi, tại vì rồng Ender này á, thì mình phải tìm ở tiếp ở thế giới kết thúc lận. Và trước khi up cái quả trứng này á, thì mình sẽ tiến hành một công việc khác, đó chính là cho mấy bé rồng hoang dã có nơi ở mới. Dự định của mình á, là sẽ cho mỗi bé rồng hoang dã sẽ đứng ở một cái tán lá của cái cây đậu thần này nè. Tại vì một cây đậu thần này có tới 4-5 chỗ có tán lá rộng như vậy, vừa đủ để cho mấy bé rồng đứng lên luôn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ tiến hành cho mấy bé rồng này lên đây ở nha. Và mình cũng đã cho hết mấy bé rồng mà mình up được vào trong những cái hall này và sắp xếp theo độ tuổi giảm dần. Đầu tiên là 66 nè, kế tiếp là 65, 56, 53 và cuối cùng là 50 ngày tuổi. Mình sẽ cho đứng từ thấp lên cao đi nha. Đầu tiên là bé rồng lớn tuổi nhất là 66 ngày. Rồi. Và đây là một bé rồng Gray. Kế tiếp đó chính là bé rồng 65 ngày tuổi, đó chính là rồng lửa. Ui, hơi thấp rồi. Đứng lên cao đi. Đứng lên cao như vậy nè. Vậy thì ổn hơn không? Tầng kế đó chính là rồng ui, hình như cái này là rồng trắng đúng không? Wow, đúng luôn, rồng trắng hệ băng các bạn ơi. Đứng ngay đây đi. Đó, một chân ở trên cao, một chân ở dưới thấp luôn kìa. Xịn nha, xịn nha. Và kế tiếp là hình như là rồng Emerald thì phải. Búp. Chuẩn luôn. Và cuối cùng khỏi phải nói rồi, đó chính là rồng Sapphire. Tại vì rồng Sapphire thì mình mới up ở những tập trước thôi nên còn khá là nhỏ, chỉ mới 50 ngày tuổi thôi. Và giáp thì mình vẫn chưa có đủ sắt nữa. Chắc mình phải có một chuyến đi mai nhẹ nhẹ để mình tìm thêm sắt và làm giáp cho bé rồng Sapphire này thôi. Chứ chưa có giáp thì nhìn bé hơi tội tội ấy. Thế là mình đã cho hết mấy bé rồng hoang dã mà mình up được lên trên cái cây đậu thần này. Sắp tới mình sẽ cho tiếp những bé rồng hoang dã khác lên trên cây đậu này nhá. Và ngoài ra thì mình còn được một vài cái hạt giống của cây đậu thần. Thế nên bây giờ mình sẽ trồng nốt luôn đi để có thiệt là nhiều những cây đậu thần như vậy xung quanh nơi ở của mình. Rồi giờ thì mình sẽ trồng tiếp một cây đậu thần khác ngay tại vị trí này luôn nhá. Cái bên kia với bên này thì nó cũng cao ngang ngang nhau thôi, chắc cũng ổn á. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy một cái cục đất ở dưới thế giới Twilight Forest đặt xuống đây trước. Tại vì cái đậu thần này á, duy nhất chỉ có thể mọc được trên loại đất này thôi. Cục này thì mình sẽ đặt ở đây. Và kế tiếp thì mình sẽ đặt hạt giống này xuống. Ba la. Lớn lên. Nó lớn chưa kìa. Và giờ coi nào, hình như độ cao của nó là ngang nhau á. Ồ, đúng luôn. Cao ngang nhau luôn nha. Để bây giờ mình thử mang mấy bé rồng nguyên tố của mình leo lên trển sống coi coi có được không nha các bạn. Cái này nó chỉ có vài tán lá là có thể ở được thôi hả. Để mình test thử nha. Ở đây mình sẽ đưa mấy bé rồng đầu tiên mà mình up đi. Đầu tiên là Mimi nè. Kế tiếp. Ồ, chết rồi, mình không nhớ rõ mình up bé nào thứ hai nữa. Nhưng mà mình sẽ lấy ra từ từ như vậy đi. Đó, tạm thời là 5 bé. Rồi, ra ngoài và up luôn thôi. Ủa, ra ngoài và đặt lên trên cây đậu thần luôn thôi. Đầu tiên đó chính là bé Mimi nè. Coi coi tán này đặt được không. Cái tán thấp nhất đâu rồi ta. Ủa, cái tán lá thấp nhất Ủa. À đây, tán lá thấp nhất đây nè. Hơi nhỏ, không biết có đứng lên được không nữa. Ui, cái tán lá này hình như hơi quá cỡ so với mấy bé rồng nguyên tố rồi. Nhưng mà chắc cũng đứng được các bạn ơi. Rồi, tới bé rồng Moonlight nè. Ui. Hello mấy cưng. Hello con cặc. Thôi chết, mình quên nữa. Vậy là phải thắp sáng rồi. Ui, không thắp đèn đuốc gì trơn mà. Coi kìa, Skeleton cùng liều mạng đứng gần mấy rồng hoang dã nữa chứ. Ngon ngó hé một tiếng là thế nào ấy, cũng lìa đầu với bé rồng băng cho coi á. Ui, mấy con skeleton kia dũng cảm thiệt. Giờ mình sẽ đặt tiếp mấy bé rồng nguyên tố nha. Rồi tới bé rồng rồng lá nè. Đó, kế tiếp là rồng lửa. Ở trên cao một xíu đó chính là rồng nước.
Cũng tạm ổn nhờ. Chắc mình sẽ kiểu như là kiếm thêm mấy cái cục đất như vậy nè để mình trồng ở tít trên cao này. Như vậy thì cái cây đậu thần này á nó sẽ nối cao 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 tít lên trời luôn. Mỗi tầng thì mình sẽ cho một bé rồng. Vậy thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Công việc còn lại của mình trong thời gian dưới hai tập á là thắp sáng hết cái cây đậu này để không thôi quái nó tùm lum như vậy nè. Một phần là làm phiền mấy bé rồng, một phần nữa là quấy rối mình trong lúc mà mình đi lên thăm á. Rồi tạm thời đã ổn và bây giờ thì mình... ui ui Reaper Reaper và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà ngủ giống như mấy bé rồng kìa. Ngủ mà không hay biết gì luôn. Trở lại với công việc chính trong ngày hôm nay, đó chính là ấp cái quả trứng rồng Ender ấy. Và để ấp được thì mình cần phải có một ít cái đá kết thúc. Để coi coi ở nhà mình có cục đá kết thúc nào không, để mình biết và còn đi lấy nữa. Có vẻ là mình không có mang đá kết thúc về nhà rồi. Ở đây còn một ít vàng hả? Vàng để coi nào có đủ chế tạo hay là mình chế tạo áo giáp cho bé rồng mình ta. Được á, đồ sắt kết hợp với vàng. Ui, cũng là một ý kiến hay. Ở đây mình còn thêm vàng nè. Wow, tuyệt cú mèo. Rồi thì mình sẽ tìm cái công thức của cái khối vàng coi. Nó cho vô gì đi cho nó nhanh. Làm được 10, 24 khối luôn. Vậy là em rồng mình đã full giáp rồi nè. Hết phải sợ lạnh rồi. Nhưng mà cái này thì là cái đuôi mình có rồi. Còn lại. Cái đuôi có rồi đúng không? Cái body chưa có nè. Đó, và cuối cùng là cái phần cánh. Cánh cánh đây. Xong rồi, vậy là mình sẽ mặc luôn cho bé rồng Sapphire của mình. Vậy hết phải thua thiệt rồi nha. Nè, vàng nè và vàng. Wow, trong đàn rồng á thì mình thấy rồng Sapphire là đẹp nhất rồi. Mấy bé kia thì được cái là đồ xịn thôi chứ không có đẹp bằng Sapphire đâu. Rồi tạm thời thì như vậy em nhá. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái khu vực kết thúc thôi. Mình đã có được coi nào 53 rồi đúng không? Mình nghĩ 53 thì cũng đủ rồi. Thế nên bây giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi để tiến hành ấp trứng rồng nữa. Ở đây mấy cái pha lê end mình còn chưa vá hết nữa kìa. Ủa, về nhà luôn rồi. Rồi giờ thì ra ngoài và làm cái nơi ấp trứng rồng thôi. Mình dự định sẽ ấp ngay tại vị trí này, tại vì nơi này còn khá là trống trải để mình có thể xây dựng nè. Đầu tiên á thì mình sẽ đặt cái sàn 3x3 giống như những lần ấp trước. Sau đó mình sẽ đặt ở hai góc như vậy để xây lên một cái bức tường nha. Vậy là xong cái phần bức tường rồi đó. Công việc còn lại của mình đó chính là vô trong nhà và mang cái quả trứng rồng Ender đặt vào chính giữa và tiến hành ấp thôi. Để đảm bảo an toàn hơn thì chắc mình sẽ lấy thêm mấy cái cây đuốc á gắm ở xung quanh đây để tránh trường hợp quái nó xuất hiện và làm phiền. Mình sẽ cất cây kiếm này đi. Nó bự quá à. Mình cầm cây kiếm nhiều khi lại choáng cái màn hình luôn á. Rồi lấy trứng rồng nè. Sau đó ra ngoài ấp thôi. Và khi có em rồng Ender đầu tiên này á thì mình có thể tiến hành lai giống những con rồng nguyên tố với nhau đó các bạn ơi. Cực kỳ tiện luôn. Đặt trứng rồng ở giữa nè, chạm vào như thường lệ và đợi cho trứng rồng nở ra thôi nào. Rồi mau nở em nhá. Ở trên này thì chắc mình sẽ đặt cao lên một tí để mình cắm cây đuốc lên. Đặt sao cho cây đuốc nó sáng đều ta. Đặt ngay đây đi. Đó, đặt như vậy thì cây đuốc chắc nó sẽ sáng đều. Giờ mình chắc phải lấy thêm mấy cây nữa quá. Một cây nè. Hai cây. Ba cây. Đó, ba cây thôi là mình đã có thể thắp đều ở xung quanh đây rồi. Một, hai, ba. Đó, vậy là không sợ tối nhá. Rồi, kế tiếp á, thì mình sẽ trở lại thế giới Child Forest một xíu. Tại vì mình còn những cái khối hắc diệp thạch khổng lồ mà đợt trước mình đã bỏ cuộc trong cái quá trình đào. Và sau khi tìm hiểu một xíu thì để đập được một cái khối khổng lồ như vậy thì ít nhất chúng ta phải có một cái dụng cụ khổng lồ đúng không? Và lần này thì mình sẽ sử dụng đến cúp của người khổng lồ mà mình tìm được ở những cái đám mây trên không nhá. Đây, đây chính là cây Giant Picket này. Nó cực kỳ to luôn. Nó to gấp 2 hoặc là gấp 3 lần mình lận. Và cái sức tấn công nó là 10 lần nha, nên cực kỳ tốt trong việc đào những cái khối bự kia. Nó và những cái nàng tiên này á thỉnh thoảng còn cho mình những cái pixie dust này và để chế tạo cái bát súp gì đó mình vẫn chưa biết công dụng là gì. Một xíu về chắc mình sẽ thử chế tạo và ăn thử xem coi như thế nào nhá.
Và bên cạnh đó mình cũng đã thay ba lô rồi nè. Ba lô của mình bây giờ trống rỗng luôn à. Tại vì cái này mình dùng cũng rất là lâu rồi nên phải đổi một lần cho nó mới. Mấy cái amulet thì mình sẽ cất ở nhà nè, cũng như là horn. Chỉ thì cất vô cái ba lô này. Bàn cũng vậy luôn. Rồi giờ thì lấy ba lô và trở lại thế giới Twilight Forest thôi nào. Rồi đi thôi. Búp. Sau khi trở lại thế giới Twilight Forest thì mình sẽ dịch chuyển một phát đi đến cái Cronkite luôn nhá. Đây Cronkite nè. Dịch chuyển. Rồi trong này thì nó hơi tối đúng không? Không sao, mắt rồng sẽ giúp mình nhìn trong bóng tối. Và giờ thì mình sẽ sử dụng cái cây cúp siêu to này để mình có thể đứng trên này và bắt đầu đập ra thôi. Mình không biết là nên đập từ trên xuống hay là từ dưới lên ta. Mình nghĩ từ trên xuống đi. Hy vọng không có con quái nào làm phiền nha. Cái này đập là mất vài phút như chơi á. Rồi giờ thì mình sẽ đứng ở đây để đập cho vỡ một cái khối hát diệp thạch khổng lồ này ra nha các bạn. Hình như cái này đào xong một lúc sau nó mới vỡ ra hay sao các bạn ơi. Hồi nãy mình đào trên này mà thấy nó không vỡ ra, xuống dưới đào xong một lần thì bây giờ trên này nó lại mở ra rồi nè. Wow, và trong này nó có được hai cái rương luôn. Để giờ mình sẽ kiểm tra nhá. Và trong cái thành tựu mà nó ghi ở thế giới Twilight Forest này thì mình cần phải thắp cái đèn này lên một cái á. Và đây nè, làm ốp Cinder nè. Wow. Và có thêm một ít cái quặng cũng như là than thôi. Torch berry á. Lam này có thể đặt xuống không? Ui. Được rồi, được rồi. I wish for more burning. Wow. Và cái này hồi nãy mình mới đập ra nè, để một xíu coi coi nó có vỡ ra không nhá. Và mình đã mở khóa cái thành tựu rồi đúng không? Ừ đúng rồi. Mở khóa thành tựu rồi, mở khóa thành tựu rồi. Cái ủa? Ủa mở khóa thành tựu vậy mình có chui vô cái được cái tòa tháp kết thúc chưa ta? Mà cái này đợi một xíu nữa coi coi nó có chịu vỡ ra không nha các bạn. Chứ hồi nãy là mình đập ra một lần rồi. Wow, và công nhận cái cúp này thì mới có thể đào được thôi. Lần trước á mình dùng... Úi. Nè nè nè, nó vỡ ra rồi nè. Đó, nó rơi ra một cái... Giant Obsidian. Ở trong này có không? Ui chết rồi, nãy mình quên nhặt rồi. À đây, ở đây vẫn còn. Được, được, được. Cái rương này thì cho mình nè. Magic Pin nè, thấy không? Nó có đầy ở dưới cái khu vực này á. Nên mình chỉ cần xuống đây chịu khó mất thời gian một xíu thôi à. Nhưng mà mình sẽ có thể lấy được rất là nhiều những cái Magic Pin luôn. Coi đây còn cái cục hắc diệm thạch nhỏ nhỏ nữa không ta? Nè, đây có cục hắc diệm thạch nhỏ nè. Mình sẽ thử đào ra coi. Cái này thì chắc đào bằng cái cúp kim cương các bạn ơi. Đó, nè, được thêm một cục nữa rồi. Đập cục này ra. Lượm hết luôn đi. Đó, lượm thật là nhiều về. Cà rốt cũng vậy. Ở nhà mình hết rơn cà rốt rồi nên phải mang thêm một ít về nữa. Và đi vòng vòng chỗ này coi coi nó còn thứ gì mà mình có thể lấy được không. Và mấy cái tên này á mình quánh không có rơi ra đồ xịn các bạn ơi. Kể cả một món đồ duy nhất nó cũng không rơi ra nữa. Chỉ rơi ra kinh nghiệm thôi hả. Và hình như đây là nơi ở thích thú của mấy bò vũ hỉ hay sao á. Mà mình vô đây lần nào cũng gặp mấy bà tụ tập ở đây hết trơn. Hình như cây Giant Big Cat có thể... Đó. Giant Big Cat có thể đào được một phạm vi rất là lớn luôn. Wow. Xịn nha, xịn nha. Đó. Đúng là cúp của người khổng lồ có khác. Mặc dù là cúp đá thôi. Nếu mà người khổng lồ sở hữu cúp kim cương chắc là bá lắm luôn á. Wow, mình có được Giant Obsidian và hắc diệm thạch. Không biết cái cục này có làm được cái gì không ta? Cái này thì nó không có công thức các bạn ơi. Cái cục hắc diệm thạch thì sao? Hắc diệm thạch không biết có grab được cái cục đá bự đó không nữa. Để mình lướt qua hết mấy công thức coi có công thức nào mà grab được cái cục bự đó không. Vậy là không có công thức grab cục bự đó rồi. Vậy là cục hắc diệm thạch bự đó hơi bị hiếm á nha. Và khu vực này thì có lẽ mình đã khám phá hết rồi đó các bạn ơi. À chưa chưa chưa, còn một cục nè. Còn một cục hắc diệm thạch nữa. Để mình vô trong nốt luôn đi. Đúng không? Ủa? Ủa? Ui nó trôi mình rồi.
Đúng như cái tên luôn á, nó tròn mất tiêu rồi. Chỗ đó đâu có cái rương nào đâu. Nè, lại là mấy bầu hủy nè, đi đâu cũng gặp bảo mít hết trơn á. Ờ, chắc bây giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Dù sao, úi chưa 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 chưa, quên. Phải đi, ấy, đi ra chỗ khác, phải đi qua cái tòa tháp nữa chứ. Tự nhiên lấy được cái đèn mừng quá, quên mất cái nhiệm vụ chính là phải khám phá cái tòa tháp nữa. Ờ, mình sẽ trở lại cái portal trước nè. Rồi sau đó, mình sẽ sử dụng cái bản đồ. À, mà dù sao cũng trở về nhà, tại vì bản đồ mình để ở nhà. Hậu đậu quá, có cái bản đồ đi khám phá thôi, mà cũng quên cho được. Đây, mình sẽ vô trong ba lô này, lấy cái bản đồ. Đây, đồ mình sắp hơi bừa bộn, nên các bạn thông cảm cho mình một xíu nha. Ôi chết, bản đồ này đâu có đúng đâu. Bản đồ kia kìa, bản đồ. Thôi xong rồi. Trong này cũng đâu có đâu. Chết, mình vứt ở đâu rồi ta? À, thì ra cái bản đồ nó nằm ở đây nè. Đúng là sớm hầu đầu khổ thiệt luôn á. Đúng rồi nè, đúng bản đồ này rồi. Vậy là bây giờ mình đã có thể trở lại thế giới Twilight Forest. Và quả trứng Ramander vẫn chưa có động tĩnh gì nữa. Chắc một xíu về thì cũng sẽ nở thôi. Giờ thì mình sẽ... Ui, quên lấy đồ ăn. Hết thức ăn một phát á là hơi bị cực ở dưới thế giới Twilight Forest á nha. Và ôi chết rồi, mình chưa nấu thịt nữa. Để mình nấu một ít thịt trước các bạn ơi, để mình còn mang theo dọc đường nữa. Bay lượn như mình thì bao nhiêu thức ăn cũng không đủ đâu. Rồi giờ thì mình sẽ đợi và lấy một ít cái thịt bò bít tết để mang theo trong chuyến đi nhá. Rồi mình đã lấy thêm được một ít cái thịt bò bít tết rồi, giờ mình sẽ ăn một miếng trước khi trở lại thế giới Twilight Forest. Và cái cây đèn thần này dùng để làm gì ta? Ui, sử dụng được hả? Ui, mình dùng nó có mắt luôn không? Mình sợ dùng phát mắt luôn á. Thôi kệ, dùng đi, có gì mình đào một cái cục phát diệm thạch khổng lồ khác ra tìm cũng được. Ui, nó đốt được hả gì kìa? Đó, mình nghe âm thanh đốt á. Ôi chưa, để mình test với bò thử coi. Không được, đánh cũng không có hiệu ứng luôn. Vậy là nó có một cái công năng đặc dị khác á các bạn ơi. Cái này phải tìm hiểu thêm mới được. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cất nó vô trong đi. Kế tiếp mình sẽ lấy cái bản đồ này và trở lại cái tòa tháp thôi. Để đi đến tòa tháp thì mình cần phải đi thẳng về hướng đông nam một xíu, băng qua cái tòa tháp Lick này và một cái khu rừng nữa thì mới tới được. Đó, cố lên một xíu nữa thôi. Và ở đây á, hình như chỉ còn đúng một cái con boss cù sừng tấm á, là mình chưa có đánh bại thôi à. Còn mấy con boss khác là mình đã tiêu diệt gần hết rồi. Và ở đây còn có một cái đảo mây khổng lồ nè. Và lâu lâu mình sẽ ghé thăm ở đây mới được. Ui chết, hôm nay có anh bạn khác nữa hả? Thôi xong rồi, hôm nay có một anh bạn khổng lồ khác đến chơi luôn. Ui không được, mấy anh này hung lắm, vô thăm nhà thôi mà cũng không cho nữa. Không cho thôi, người ta đi luôn. Giờ coi nào. Wow, rồng này liều nha, dám lại đây chơi luôn. Ây cha. À, còn ngủ nữa. Ngủ nè, ngủ gì tầm này nữa anh bạn, dám quýnh mình hả? Kiếm mình bự lắm nên cạp mình một phát là mình chém phát nè, buông ra liền. Đâu có dám cạp lâu được, chỗ này nguy hiểm lắm, đi ra đi. Mình mạnh như vậy mà nhiều khi còn hơi sợ mà dám vô đây. Đau nha anh bạn. Hôm nay sao rồng quánh đau vậy ta? Đừng có phá hủy cái tòa tháp của mấy người ở đây nha. Tòa tháp này đẹp cực luôn các bạn ơi. Không biết mình có nên... không được, cái này của người ta, mình... mình định xuống đây đi. Chiếm nhà á. Nhưng mà thôi, làm điều đó thì không nên một chút. Thôi xong rồi, mình vừa làm một... mình vừa làm một điều rất là sai luôn. Ôi, tự nhiên mình lại lấy thịt rồng ngay cái chỗ lửa chứ. Quên dập lửa nữa. Làm mất hết luôn rồi. Rồi kệ, không sao. Ui, hình như chỗ này nuôi rồng hay sao ấy. Có đúng không ta? Sao rồng ở đây nhiều vậy? Dạ. Dám cạp mình.
Ui chết, bung ra. Bung ra. Ờ hình quá, hình quá. đã ngỡm củ tỏi rồi mà còn gặm mình trong ngực, trong miệng nữa chứ. Không cho người ta đi ra hả? Kỳ ghê luôn. Rồi, thì diệt hết con rồng này. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành vào trong để khám phá tòa tháp nha. Chưa vô tòa tháp đã bị cản trở với mấy cái con rồng này rồi. Rồi, xong rồi đó. Giờ thì ăn một phát nè. Hồi nãy thì mình để ý có một cái cánh... cánh cổng đâu đây nè. Ủa đâu rồi? Rõ ràng mình thấy cái cánh cổng xanh xanh đâu đây thôi. Ừ, hình như hướng này đúng không? Cánh cổng xanh xanh. Có tòa tháp ở đây nè. Wow, chỗ này đẹp cực luôn á. Nhìn một phát là thích liền luôn. Ui, ở đây còn có trứng rồng nữa. Trứng này mình lấy chưa? Ủa, chỗ này thì mình lấy rồi. Nè 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 nè, cổng vào, cổng vào. Không biết còn phong ấn không nữa. Mở ra. Ta-da. Ừ, được rồi nè. Wow, cái này nó còn hiện đại hơn cánh cửa hôm trước mình gặp nữa. Wow. Cái này là đường ra, cái này tới 3 đường ra lận. 4 đường luôn. Vậy là đường mình chỉ có thể đi lên thôi các bạn ơi. Wow, ở đây nó còn có mấy cái văn tự cổ nữa nè. Ồ, hay thiệt á. Và cái thiết kế cũng cực kỳ đẹp nữa. Ồ, còn có ban công để đi qua những cái tòa tháp khác. Ây da, ây da. Ai đây, pháp sư à, pháp sư à. Ui, ở đây còn được bảo vệ bởi mấy pháp sư nữa các bạn ơi. Người lùn. Ồ, ở đây đa dạng quái quá. Chắc là đây là nơi tập trung của những con quái chuyên bảo vệ cái tòa tháp này. Ở đây lại thêm một đường nữa, chắc mình sẽ khám phá từng tầng một đi. Ở đây là phần mái rồi, và không có thứ gì hết. Ủa, vậy là cái tòa tháp này xây dựng lên mà không có chủ ở trong à? Ồ, nếu không ai ở, mình vô ở nha. Ừ, chỗ này không ai ở, bỏ quan là ta vô, ta ở gán chịu á. Hả? Hết rồi. Ồ, ở đây có hai tên nè, để mình test coi coi tên này có mạnh không. Trời ơi, tưởng đâu pháp sư gì, ai dè pháp sư chơi trò chọi hạt giống chứ. Chọi hạt giống nè. Hết chuyện luôn á. Ui, ở đây nhiều đường vậy. Thử qua đây coi. Ủa, nhưng mà không có tầng nào có rương hết ta. Cái này nó to thì có to thiệt á, nhưng mà nó không có rương các bạn ơi. Cái gì kìa? Trước mặt mình là một cái gì đó. À, đây mới là trung tâm nè. Nãy giờ thì mình chỉ khám phá xung quanh thôi. Đúng rồi, chắc phải đến chỗ trung tâm thì mới gặp được boss. Ok, không chần chờ gì nữa, đến chỗ trung tâm luôn thôi nào. Ừ. Nãy giờ là mình cứ đi lanh quanh hoài. Rồi, đến được tòa tháp trung tâm thì mình cần phải... coi coi xác định rõ lại. Nè, đi thẳng về phía trước. Rồi, chùa tòa tháp trung tâm kìa. Ui, nhưng mà bên cạnh đó nó còn có mấy cái tòa tháp nhỏ nữa. Mấy tòa tháp nhỏ đó chắc cũng không có quái á. Chưa, để mình bay qua đó thử. Nhưng mà trước khi bay thì cần phải bắt chớn nè. Ăn no một xíu. Rồi, qua đây thử luôn. Ồ, đây là tòa tháp gì đây? Ui, ui, nó không cho vô. Không cho vô thì đột nhập vô. Ôi chết rồi, nó có kết giới rồi, không cho mình vô. Khó vậy ta. Ơi, nó còn có cái bảng gì nữa kìa. Có cái nào đó là một cái lời thách thức cho những kẻ nào dám đột nhập vô đúng không? Mình sẽ tìm cách vô trong. Không gì có thể ngăn cản được. Nhưng mà... À đây 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 đây, đây có đường, đây có đường. Rồi, đáp vô một cái nè. Tưởng thế nào chứ, mấy cái trò này thì mình có thể tìm đường vô được. Rồi rồi rồi, vô trong nè. Ghi gì đây? Parkour Area Mini Boss 1. Parkour. Parkour là kiểu như nhảy nhót á các bạn ơi. Nhảy qua mấy cái chướng ngại vật á. Nhưng mà mình có thấy cái gì đâu. Có con boss nào ở đây đâu. Là sao? Đáng ra phải có boss ở đây cho mình đánh chứ. Boss chẳng lẽ là mấy con nhỏ nhỏ nãy.
Đâu có gì đâu, đâu có blog nào tàng hình ở đây đâu. Chắc mình chưa biết cách để có thể triệu hồi con boss mini ra. Thôi kệ, dù sao cũng biết ở đây có một cái tòa tháp triệu hồi boss mini rồi. Thử coi ở đây còn cái chỗ nào đặc biệt không. Mình cứ để ý mấy chỗ nào đặc biệt thì mình cứ chui vào thôi các bạn ơi. Chắc chắn sẽ có điều kỳ lạ xuất hiện. Ở đây còn cái gì nữa nè. À đây là cái hơi thở mà con rồng nó bắn lên đó mà. Mấy cái block á. Block mà bắn xa vậy ta. Ồ, thôi tạm thời thì biết như vậy thôi. Giờ chắc qua tòa tháp trung tâm luôn thôi nào. Đi từ từ cho nó hấp dẫn nha. Rồi, đáp lên đây trước nè. Nó đi là hiên ngang đi vô trong luôn. Đây chính là... Ui, cái kết giới này, cái cửa này nó không... Ui, các bạn vừa thấy cái kiếm gì bành kim mới lú ra không? Cái tòa tháp này là của người khổng lồ. Người khổng lồ chính là chủ của tòa tháp này. Ui còn có bét nữa kìa. Ui chuột nhìn mình. Ui chết rồi. À đông vậy. No no, đừng 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 có dí tôi nha, tôi nhảy đó. Ui hên quá không thấy. Ui ui còn quýnh mình cho mình lọt dưới này luôn. Cái trụ của cái nhà thôi mà nó bự coi kìa, 4 ô luôn. Bự thiệt sự luôn á. Nhưng mà sao chỗ này không có cái rương nữa ta? Để mình tìm cách lên trên cao coi. Chẳng lẽ chỗ này không có rương à? Final boss here. À, thì ra con boss cuối cùng ở ở trên cùng. Được nha. Thôi không đánh con boss đó trước đâu, đánh mấy cái đệ tử khổng lồ trước nè. Ở đây là một cái dãy văn tự cổ. Mình không hiểu được ý nghĩa của nó là gì nhưng mà tạm thời thì mình sẽ để nguyên ở đó đi, không nên đụng vào. Giờ mình sẽ tìm thêm những cây cúp khổng lồ cũng như là kiếm khổng lồ từ những cái anh bạn to con này nhá. Rồi. Ui cây kiếm kìa. Wow, 4 5 anh một lượt luôn. Ây cha, đồ sắt thôi mà cũng khỏe dữ chứ bộ. Rồi, mình quánh cũng hơi mệt mỏi đó. Chặt cái kiếm bự vô trước cái đã. Rồi, hay là mình thử dùng kiếm bự quánh ảnh ta. Biết đâu được, biết đâu được. Cho. Ây da, ây da, ây da. Cho. Ui, mình chỉ đứng ngang cái gối anh thôi à. Ây cha. Đổi 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 kỹ năng kiếm kiếm thuật nào. Đổi kiếm thuật. Ui một mình căng 4 5 anh cũng hơi mệt. Rồi rồi rồi, một anh nữa rồi. Hai anh luôn. Anh này nữa. Anh này giống quýnh mình á. Quýnh hai anh luôn nè. Này này thì đổi kiếm thuật, đổi kiếm thuật, đổi kiếm thuật nè. Đổi kiếm hả? Rồi vào một anh cuối cùng. Đổi đổi kiếm nè. Ui. Đồ mình khỏe vậy mà cũng quýnh mình mất kha khá máu rồi. Cố lên. Cố lên. Ui. Ui, anh này hình như cũng mệt hay sao rồi quýnh mình hết nổi rồi. Rồi làm nhanh, đánh nhanh rút gọn luôn. Xong rồi xong rồi, còn con bé đang đằng kia thôi. Và mình được 1, 2, 3, 4, 5 cây kiếm khổng lồ. Quá tốt quá tốt. Rồi tiêu diệt mấy anh người lùn. Rồi chịu thua đi. Và đây là con này hiền các bạn ơi. Chắc con này mình có thể thuần phục được á. Nhưng mà mình chưa biết nó ăn gì cơ. Ừ, được nha, được nha. Chắc mình sẽ làm dấu ở đây trước cái đã. À, tòa tháp khổng lồ in màu trắng luôn. Đó, khi nào rảnh mình sẽ xuống đây để thăm bé này hoặc là tìm cách nào đó để thuần phục luôn nhá. Còn giờ thì mình sẽ tìm đường để trở lại cái khu vực cao hồi nãy. Theo mình nhớ không lầm hình như là đi đi theo hướng này thì phải đúng không? À hướng này là để ra rồi. Kệ, mình sẽ bay một một lèo lên trên cao nhất luôn để mình đánh với con boss cuối cùng nhá. Và sau khi tiêu diệt con boss final này chắc mình cũng đã hoàn thành cái âm thành tựu ở dưới thế giới Twilight Forest rồi. Giờ thì đập cái này nè. Mình sẽ đập đúng một ô luôn thôi để mình có thể chui vô và không chui ra được nhá. Nó đánh sáp lá cào dưới tên boss này luôn. Rồi, chui vô. Úi, một ô thì thấp quá mình không đi vô được, chắc phải hai ô á. Rồi, hai ô. Một hai cái gì final boss nữa giỡn mặt hả, bé xíu gì vậy final boss.
Ôi, Final Boss gì kỳ vậy? Giỡn mặt à. Ui ui. Chưa nha. Cái này trâu lắm, kiếm mình tới 32,5 sức tấn công đó. Ủa nhưng mà chỉ đơn giản vậy thôi đó hả? Final Boss here. Bạn chiến thắng. Ui, nó ghi kết quả luôn rồi. Để mình thử mình quánh con này coi bao nhiêu lâu thì mới chết nhá. Con này hơi bị khỏe luôn, tại vì mình quánh nãy giờ nhưng mà vẫn chưa chết nè. Nhưng mà lỡ con này nó bất tử mình quánh hoài không chết thì sao ta? Ui, chứ nãy giờ mình thấy mình quánh cũng lâu lắm rồi á. Làm chậm chút đi. Thôi xong luôn rồi, lại quên mũi tên tiếp. Mình có thói quen là thích thích dùng cung nhưng mà không có mang mũi tên. Kệ không sao đâu. Tập trung vào quýnh với boss luôn nè. Quýnh với boss nè. Quýnh quýnh nè. Cái này win sao được đây. Cứ quýnh mãi mà không chết như vậy. Ui. Ui chết rồi. À, mình tiêu diệt được rồi. Vậy thì xây một cái lồng bành ghi như vậy để làm gì, ghi sẵn kết quả rồi nãy mình không có đọc kỹ ấy. Trời ơi. Nhưng mà chẳng lẽ cái tòa tháp này không có đồ hả ta? Mình không tin đâu, một chỗ bự và đẹp như vậy chẳng lẽ không có một món đồ nào. Mình nghi lắm, mình nghi ở mấy tòa tháp cao cao này nè, nhưng mà nãy giờ mình cũng đi vô hai ba cái rồi đâu có thấy cái rương nào đâu. Kỳ vậy ta, hay là đồ được giấu nếu mà mình giải được cái dãy ký tự nè. Chỗ đẹp cực kỳ như vậy mà không có nổi một cái rương cho mình luôn luôn á, đúng buồn luôn. Ôi, thôi kệ, dù sao cũng đã khám phá nốt cái tòa tháp kết thúc của cái thế giới Twilight Forest này rồi. Giờ thì mình sẽ lượn xung quanh cái chỗ này một vài vòng để cho các bạn tham quan nhá. Với cái lối kiến trúc như vậy thì cái này thì chắc phải. Cái này nó bị tàn phá bởi mấy cái cây rồi nè. Mấy cái khối này mình có đập được không? Đập được, đập được, đập được. Thử 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 coi. Ấy da, à. Ui đừng có rớt, đừng có rớt mà. Rồi mất luôn. Đã hiếm rồi mà còn mất nữa. Ấy da, ấy da, cây nằm đâu á. Rồi mình mất hết một khối rồi. Chưa chưa để mình đào cái này ra thử coi. Coi nó có công thức chế tạo không. Cái này là Blue Castle Rune Brick, đá của cái tòa tháp ngôi đền. Và cái này là cái trái gì đấy? Ở cái này nó có trái luôn các bạn ơi. Cây này gai góc không mà cũng có trái nữa hả? Để mình thử hái một trái coi. Mà không biết đập bằng cái gì mới được á. Ây da, 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 da. Ui, ui, ui. Đập được không? Đập không được rồi. Nè đập đâu có bể đâu. Ồ, đập không được rồi. Và đây là cái gì đây? Ui cái đá gì mà cứng vậy? Ôi, mình nghĩ cái này là loại đá mà mấy người khổng lồ sử dụng để làm dụng cụ quá. Để mình thử mình đập một cái khối coi coi như thế nào nhá. Ra luôn nè. Cái nào? Weathered, Weathered Dead Rock. Đá chết các bạn ơi. Vậy là tòa tháp này xong rồi. Đúng buồn luôn, tưởng đâu sẽ có một trận chiến này lửa dưới thế giới này. Ai dè. Mình không tin được luôn á. Mà thôi kệ đi, dù sao thì cũng khám phá xong rồi. Còn cái chỗ mà mini parkour gì thì chắc mình sẽ tìm hiểu sau, rồi có gì trở lại đây và khám phá nhá. Giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái portal, rồi sau đó mình sẽ trở về nhà dọn dẹp đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mình đã trở về nhà rồi đây, và cũng như mình đã lấy một ít cái dưa hấu lấp lánh từ cái tròn cây về để mình làm ít cái bát súp từ cái Vasi Dust này nhá. Đầu tiên thì mình cần phải lấy một ít gỗ ra trước để mình có thể làm được những cái bát súp á, cái bát chứ. Gỗ ở đâu ta? Hình như mình hết trơn gỗ rồi. Chưa, để mình chặt một ít cái gỗ cái đã. Giờ thì chắc mình sẽ lấy gỗ bằng tay không đi, cây rìu mình vứt đi đâu mình cũng chả thấy nữa. Rồi, sau đó thì mình sẽ lại đây, đổi ra ván nè và chế tạo một cái bát.
cuối cùng thì mình sẽ cho cái bát vào ở giữa. Kế tiếp là basil dust nè, cà rốt vàng cũng như là dưa hấu lấp lánh. Vậy là mình đã được một cái ambrosia rồi. Cái bát súp này có màu hồng nhìn khá là hấp dẫn. Nhưng mà... ui ăn được luôn. Ui ăn được luôn hả? Được nha. Mình sẽ đứng lên đây, đó, cho cao cao một xíu, ăn bát súp liền. Wow, nó cho coi kìa. Nhảy cao 3, hấp thụ 3, may mắn 3 và sức mạnh 3. thích chưa? Phải chi mình biết cái công thức này sớm hơn ta. Wow, nhảy cao 3 thích thiệt á. Cao 3 block luôn, nhảy cao 3 block luôn. Cộng với khả năng nhảy cao 1 block của mình nữa là mình có thể nhảy cao đến một nơi cao 4 block. Tuyệt vời. Nhảy rần nghe, vượt qua cái máy này luôn nè. Wow, thích thiệt sự luôn á. Tạm ổn á nha. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một cây rìu coi. Để coi mình có cất cây rìu đâu đây không. Để mình chặt một ít gỗ và làm công việc khác nữa. Tại vì mình vừa tìm ra một cái món đồ mình nghĩ có thể sử dụng trong việc giỡn một xíu các bạn ơi. Lâu lâu giải trí một xíu. Đó chính là công thức chế tạo cái boomerang. Ở đây có rất là nhiều loại nè. Từ wooden cho đến cấp độ kim cương, rồi platinum này, rồi electrium này, và nickel nữa, rất là nhiều thứ luôn. Giờ thì chắc mình sẽ làm ở cấp độ gỗ trước đi. Đó. Wooden boomerang nè. Rồi thử coi. Búp. Chuẩn bị nè, mình đang gồng lên để ném nè. Pew. Wow, để mình thử qua đây coi có nó giật gì mình không nha. Ui, giật gì mình thiệt nè. hay nha. Còn nếu chọi vô mốc thì sao? Đây để mình thử chọi vô bé cừu nè. Ui trúng luôn. Ồ, 4 đam thôi, nó chỉ có 4 đam thôi hả? Búp. 2 hit vẫn chưa thấm. Búp. Một bé cừu như vậy á thì mất khoảng 3 hit boomerang thì mới tiêu diệt được. Và boomerang nó rơi ngay vị trí mà mình phóng nó các bạn ơi. Đây mình sẽ thử phóng nè. Pew. Đó, nó sẽ xoay giật ngược lại mình liền. xịn. Rồi giờ mình sẽ thử nâng cấp nó lên một xíu coi. Nâng cấp lên cấp độ ở đây cao nhất là chỉ có kim cương là mình có thể chế tạo được à. Nên mình sẽ làm luôn một cái boomerang bằng kim cương coi như thế nào nhá. Mình nghĩ nếu lên kim cương thì chắc sức tấn công nó sẽ tăng lên đáng kể. Nè 7 đam luôn nè. Wow, coi tốc độ thì sao? Hy vọng rằng vừa tăng đam vừa tăng cái tốc độ nha. Rồi, phóng đi. Ấy, cái gì? Ủa sao không dung, không trúng hả? Ui. Một hit ngấm luôn. Wow. Hình như tốc độ nó nhanh hơn một xíu đúng không ta? Hay là mình thử mình phóng cùng lúc hai cái boomerang thì như thế nào? Không được, phóng từng cái thôi hả? Tốc độ thì mình thấy nó cũng không có chênh lệch nhau các bạn ơi. Và thử với hai mục tiêu kiểu như là đứng song song coi. Đây mình sẽ thử để hai bé cừu ở gần nhau nè. Đó, mình sẽ phóng một lần coi có ngõm hai bé cừu không nhá. Đầu tiên mình sẽ test với gỗ trước đi. À vậy là nó chỉ dừng ở cái mục tiêu đầu tiên thôi á. Phải chi mà nó có khả năng dội á các bạn. Kiểu như mình chọi bé này nè. Nếu đi dội lại thì... Ôi chết. Mình thử chọi bé cừu đằng trước cho nó dội lại lần sau thì xem như thế nào nha. Coi có mất máu không. Lâu lâu thì làm mấy cái thí nghiệm vui chơi các bạn ơi. Chọi nè. Ôi chết. Nó gớt luôn rồi. Chọi tút trên kia nè. Giật lại. Sát thương giật về nó cũng khá ổn nè. Wow, mình chơi đánh lừa nha. Mình sẽ chọi hộp rồi cho nó giật về trúng mấy cù này cho các bạn xem này. Búp. Rồi, giật lại đi. Ui. Không trúng rồi. Làm lại. Phóng nè. Rồi, chuẩn bị nha cừu. Đón bông me răng. Ui.
Nó dướng cục đất rồi. Ôi cái này cho vui nha. Rồi rồi phóng lại nè. Chuẩn bị. Phóng. Ủa? À nó cũng khá là thực tế các bạn ơi. Khi mà mình trong phóng kiểu như trúng mấy cái khói nhất định như vậy nè, nó sẽ dính vô luôn nè. Wow, thích thiệt luôn á. Rồi à, lấy được. Rồi phóng thiệt là xa nè. Rồi rồi bé cừu nào sẽ xấu số đây 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 đây. Dứt dê. Ui không kịp rồi. Này làm lại. Dứt dê. Nó. Ủa? Hình như cái lượng sát thương giật về thì nó sẽ không có cao như là lượt phóng đi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem một người bạn mới mà mình có được, đó chính là rồng Ender. Wow, không biết đây là rồng được hay cái đi. À mà quên quên quên, chưa thuần phục nữa. Đây bây giờ mình sẽ thuần phục nha. Chịu 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 đi em ơi. Được rồi, và đây là rồng Ender đực luôn nè. Rồng Ender đực á thì sẽ có một cái đôi cánh cực kỳ đẹp luôn. Ủa? Ui đâu 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 vậy? Đừng có đi, đừng có đi. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên. Ui. Ồ, vậy là cái bức tường này cũng vô ích thôi. Mình gõ gàng mình rào lại rồi mà chui một phát tít qua bên đây luôn rồi. Wow, bé này hơi nghịch nha. Nhưng mà không sao, nghịch nghịch vậy thì cũng vui mà. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã cho những bé rồng mà hoang dã của mình lên cái cây đậu thần để sống. Và cũng như đối với mấy bé rồng mà nguyên tố cũng vậy. Đặc biệt hơn thì mình cũng đã tìm được cái cây đèn thần rồi các bạn ơi. Đâu, cây đèn thần nè. Đó, tìm được cây đèn thần rồi. Và mình chưa biết công dụng của nó là gì nữa. Mình sử dụng thì vẫn được nhá, nhưng mà nó không ra cái gì hết trơn á. Để từ từ mình sẽ tìm hiểu thêm về cái đèn thần này và cũng như tiến hành ấp cái quả trứng rồng Ender đầu tiên. Đó, đây chính là rồng Ender đực của mình nhá. Và mình sẽ cố gắng đợi cho nó thật là mau lớn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.